Đức kêu gọi nối lại ngay lập tức dự án dòng chảy phương Bắc 2. Phát biểu trên truyền thông Đức ngày 19 tháng 8, Phó Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Wolfgang Kubicki thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do FDP, cho rằng chính phủ Đức nên đưa dự án dòng chảy phương Bắc 2 Nord Stream 2 cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức vào hoạt động. Ông Kubicki nói, chúng ta nên nối lại đường ống dòng chảy phương Bắc 2 càng sớm càng tốt để lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt của chúng ta cho mùa đông tới. Không có lý do chính đáng nào để không mở lại dự án này. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đức, sau khi mở lại đường ống, nếu Nga cung cấp nhiều khí đốt hơn, điều đó sẽ giúp ích cho cả người dân và ngành công nghiệp của Đức, mang lại lợi ích cho Đức nhiều hơn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Kubicki cũng cho rằng khi các bồn chứa khí đốt đã được lấp đầy, Đức có thể một lần nữa đóng đường ống dòng chảy phương Bắc 2 và cả các đường ống khác khi Đức trở nên độc lập với năng lượng từ Nga. Do cuộc chiến tại Ukraine, chính phủ Đức đã quyết định dừng quá trình phê duyệt dự án dòng chảy phương Bắc 2 từ hồi cuối tháng 2. Trong bối cảnh của khủng hoảng năng lượng, cho tới nay ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng chính phủ Đức nên mở lại quá trình phê duyệt dự án dòng chảy phương Bắc 2. Chủ tịch Hạ viện Nga, Mỹ đẩy EU vào chỗ đói khát và lạnh giá. Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, hôm 19 tháng 8 tuyên bố rằng chính Mỹ đã đẩy EU đến chỗ cắt đứt các mối quan hệ với Nga và do vậy đã khiến EU rơi vào chỗ đói khát, lạnh giá và cô lập. Quan chức lập pháp Nga này cho rằng Mỹ làm vậy chỉ để theo đuổi các mục tiêu toàn cầu của riêng mình. Ông Volodin viết trên mạng xã hội Telegram rằng Washington sẽ không từ bất cứ điều gì miễn sao giữ được quyền lực đối với thế giới. Theo Chủ tịch Hạ viện Nga, khí tự nhiên ở Mỹ có giá 333 USD trên 1.000 mét khối, trong khi Mỹ lại bán khí đốt cho châu Âu với giá gấp tới 7,3 lần, khiến cho nền kinh tế EU kém cạnh tranh. Chủ tịch Duma bổ sung, tỷ lệ lạm phát hàng năm của khu vực đồng tiền chung Eurozone đạt mức kỷ lục 8,9%. Người đứng đầu Hạ viện Nga khẳng định, quyết định của Liên minh châu Âu-EU cắt giảm dần nguồn cung năng lượng từ Nga và cắt các mối quan hệ kinh tế với Moscow đã được đưa ra dưới sức ép từ Washington. Ông Volodin đưa ra các bình luận trên trong bối cảnh EU đang chìm trong khủng hoảng năng lượng do giá năng lượng toàn cầu tăng cao. Khối này vừa phải thông qua một kế hoạch cắt giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt ở mỗi quốc gia thành viên nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng đó.